Chỉ có thể ở Việt Nam, các đại biểu chuyên gia quân sự của nhiều quốc gia trên thế giới cùng hội tụ trong lễ diễu binh kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ. Đúng là ngoại giao cây tre, các bác nước mình khéo quá. Bạn nhận ra bao nhiêu quan chức nước lớn xuất hiện trong khung hình?